Thưa quý vị, dịp cuối năm luôn là khoảng thời gian mà nhu cầu vận chuyển đi lại của người dân tăng đột biến. Do đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông luôn ở mức cao. Chủ động nắm bắt tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự giao thông trên các tuyến quốc lộ, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Tuyến quốc lộ 14B và quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng như ngày này, dòng phương tiện lưu thông luôn trong tình trạng dày đặc, nhất là các xe tải, xe container và xe khách. Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như tốc độ, nồng độ cồn, kiểm tra hàng hóa trên các xe khách. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông tại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Luôn chấp hành các quy định của cấp trên mà để làm không chở quá số người quy định, với là chấp hành là đảm bảo tham gia giao thông. Qua quá trình qua một thời gian thì xử lý thì nghiêm túc, thì hiện nay thì cũng có xu hướng giảm bớt cái vi phạm, tập trung chủ yếu là cái xử lý tốc độ và nồng độ cồn. Cùng với đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, lực lượng cảnh sát giao thông từ thành phố đến quận huyện đang tích cực ra quân phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các trang thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ và ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân mới, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.